Thưa quý vị khán giả, trong những năm qua, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công cả trên đấu trường quốc tế lẫn khu vực. Đặc biệt trong những thành công đó còn có sự góp sức của một bộ phận thương bệnh binh, những người đã từng vào sinh ra tử trong các cuộc chiến khốc liệt, nhưng cũng chưa bao giờ nhụt chí khi quay trở về thời bình. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ ông Vũ Văn Xoan, người thương binh hạng 1/4 và cũng là người sở hữu bộ sưu tập huy chương đồ sộ trong suốt hơn 20 năm cống hiến cho thể thao người khuyết tật trong phần cuối của Chuyển động 365 ngày hôm nay. Nếu như thời gian quay ngược lại 3 năm trước, đây sẽ là thời điểm mà ông Vũ Văn Xoan cùng những đồng đội của mình tích cực tập luyện để tham gia những giải đấu bóng bàn dành riêng cho các vận động viên khuyết tật. Thế nhưng, năm nay mọi thứ đã khác. Hơn 2 năm dịch bệnh rồi biến chứng bệnh tiểu đường ập đến, buộc ông phải cắp một bên chân vốn đã găm đầy mảnh đạn do hậu quả của chiến tranh vào tháng 4 vừa qua. Năm nay ăn Tết xong bắt đầu là lên viện 7 cái là viện 7 người ta chuyển đi 108 và 108 sau khi xét nghiệm cái chân như thế nên là cái khả năng tồn tại của nó là không còn phải cắt. Thế nên là mình cũng phải chấm dứt một cái thời gian mà năm nay là mổ đúng vào cái ngày mà khai mạc cái giải bóng bàn toàn quốc ấy. Cũng cay lắm đấy. Mang trên mình 47 vết thương từ chiến tranh trở về. Có lẽ vì vậy mà với ông Xoan nhắc đến chuyện phải cắt bỏ một bên chân dường như là việc rất bình thường. Thậm chí, nỗi đau đó còn không bằng nỗi đau ông phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Năm nay là anh Vũ Văn Xoan là 73 tuổi rồi. Thế nhưng mà trong cái nguyện vọng của anh thì anh vẫn cứ muốn là khi mà lắp cái chân thì anh cũng vẫn trở lại cái môn thể thao bóng bàn của người khuyết tật. Mà chúng tôi trong chi hội và những bạn chiến binh với anh ấy cũng cảm thấy rằng là anh ấy là những người có cái sức lực mà có một cái sự phấn đấu làm thế nào coi như là vượt lên chính mình. Hơn 70 huy chương các loại, trong đó có 23 huy chương từ các giải đấu quốc tế, cùng khoảng 160 bằng khen của các cấp, trong đó danh giá nhất là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Những thành tích trên đã minh chứng nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Vũ Văn Xoan trong suốt hơn 20 năm qua. Và những thành tích của ông cũng trở thành động lực cho nhiều cộng đồng người khuyết tật phấn đấu vượt lên chính mình. Những ngày đi theo ông vào trong giải thể thao khuyết tật thì em cảm thấy là mình được đi giao lưu và học hỏi được rất nhiều về bóng bàn và các bác ở bên ngoài và tất cả những gì ông trao dồi kiến thức cho em thì em cũng sử dụng và đánh giải và kiếm huy chương về cho tỉnh Hải Dương. Đến thời điểm hiện tại, khi đã bên kia sườn dốc của đời người, thương binh hạng nặng Vũ Văn Xoan đã và đang sống một cuộc đời cống hiến đúng nghĩa. Ông đã cống hiến cho dân tộc, cống hiến cho gia đình, cống hiến cho xã hội và cống hiến cho cả thế hệ tương lai.